Dù thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, nhưng những ký ức về Hạ Chi Tinh, Johanna vẫn sẽ luôn nằm trong ký ức thanh xuân của những khán giả từng yêu mến Sợi Dây Chuyền Định Mệnh. Đã 15 năm kể từ ngày bộ phim đình đám Sợi Dây Chuyền Định Mệnh chính thức lên sóng và làm thỏa mãn các mọt phim trên khắp châu Á, chắc chắn các khán giả thuộc thế hệ 9X sẽ không còn xa lạ với Hạ Chi Tinh, Johanna, Trọng Thiên Kỳ, Lâm Chí Dĩnh và câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp của cặp đôi trong phim. Vào cuối năm 2020, khán giả đã được fan bất ngờ trước thông tin sẽ có bản remake của bộ phim thần tượng đình đám trên, ngay cả nam diễn viên chính Lâm Chí Dĩnh cũng lên tiếng ủng hộ dự án. Tuy nhiên đến hiện nay vẫn chưa có bản remake nào của phim được công chiếu. Nguyên nhân được đồn đoán một phần là do nhà sản xuất đã thay đổi nội dung câu chuyện khác hoàn toàn so với nguyên tác, một phần cũng do cái bóng quá lớn của cặp đôi diễn viên chính khiến khán giả không mặn mà với bản remake. Bộ phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh xoay quanh câu chuyện tình đầy trắc trở của cặp đôi Hạ Chi Tinh và Trọng Thiên Kỳ. Hạ Chi Tinh vì người yêu nên phải ngồi tù vì tội lừa đảo. Sau khi ra tù, cô quyết định đến một khách sạn 6 sao để mua quà gặp mặt tặng người yêu. Ngày hôm đó lại vừa là hôn lễ người yêu cũ và anh trai của Trọng Thiên Kỳ, thiếu gia tập đoàn Isai. Vừa là buổi đấu giá sợi dây chuyền Queen Mary, món bảo vật mẹ anh để lại. Tuy nhiên, thiếu gia Thiên Kỳ vì không muốn sợi dây chuyền của mẹ bị đem ra đấu giá, đã quyết định lấy trộm khiến công an nghi ngờ Hạ Chi Tinh, người vừa mới ra tù. Nhờ cuộc gặp gỡ trớ trêu mà mối lương duyên của cặp đôi trẻ bắt đầu hình thành. Với câu chuyện tình yêu tự truyện ngôn tình, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh đã thật sự trở thành đối thủ đáng gờm của các bộ phim cùng thời. Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh và Johanna đã một bước vụt sáng. Đổi đời chỉ sau một đêm nhờ cuốn tạp chí. Johanna sinh năm 1986 tại Seoul, Hàn Quốc, chính thức bước chân vào showbiz với công việc người mẫu ảnh cho một vài tạp chí. Bên cạnh đó, cô cũng từng được chọn làm mẫu cho một hãng hàng không tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những năm đầu bước chân vào showbiz, cô gần như không nhận được lời mời đóng phim nào. Đến năm 2007, Johanna vẫn chỉ là một gương mặt xa lạ với công chúng. Bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên xảy ra nhờ vào một cuốn tạp chí. Vào khoảng năm 2006, nhà sản xuất nổi tiếng Đài Loan Trần Ngọc Sang đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Johanna trong một quyển tạp chí. Nhà sản xuất xứ Đài cảm thấy Johanna vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính Hạ Chi Tinh trong tác phẩm Sợi Dây Chuyền Định Mệnh mà cô đang dày công chuẩn bị. Ngay sau đó, Trần Ngọc Sang đã thuyết phục Johanna bay từ Hàn Quốc sang Đài Loan thử vai. Cuối cùng, mỹ nhân xứ Hàn đã giành được vai nữ chính Hạ Chi Tinh. Tác phẩm Sợi Dây Chuyền Định Mệnh thành công vang dội, trở thành một trong những bộ phim thần tượng kinh điển gắn liền với tuổi thơ của bao khán giả 8X, 9X. Bản thân Johanna cũng vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Cô cùng nam chính Lâm Chí Dĩnh được khán giả đẩy thuyền nhiệt liệt, trở thành cặp đôi màn ảnh hot nhất nhì vào thời điểm đó. Sau thành công của phim, nữ chính đã quay trở về Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Cô nhanh chóng được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Seoul International lần thứ 3. Thành công nối tiếp thành công, nữ diễn viên tiếp tục tham gia Những Đứa Con Trai Hoàn Hảo Của Tôi và nhận giải thưởng gương mặt triển vọng tại lễ trao giải văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc năm 2009. Johanna tiếp tục thử sức trong nhiều bộ phim Tokyo Taxi, Tập đoàn Bà Nội Cường Đạo, Paradise Dance, Lie to Me, nhưng khán giả không còn nhiệt tình đón nhận như thời Sợi Dây Chuyền Định Mệnh. Có lẽ vì quá thành công với vai diễn Hạ Chi Tinh nên khán giả đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên các vai diễn sau này của cô. Đến cuối năm 2011, nữ diễn viên quyết định lên xe hoa cùng cầu thủ bóng chày Lee Jong-kyu và lui về ở ẩn chăm sóc gia đình, yêu nhanh cưới vội và quyết định giải nghệ khi mới 25 tuổi. Vào tháng 6 năm 2011, Johanna vô tình gặp gỡ cầu thủ bóng chày Lee Jong-kyu. Cả hai ngay lập tức có ấn tượng tốt về nhau, họ giữ liên lạc với đối phương và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ 3 tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, cặp đôi tuyên bố kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Đám cưới của Johanna Lee Jong-kyu chính thức diễn ra vào hôm 17 tháng 12 năm 2011. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nữ diễn viên Sợi Dây Chuyền Định Mệnh vướng phải tin đồn cưới chạy bầu. Cặp đôi đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ngay sau đó. Sau khi kết hôn, Johanna chính thức giải nghệ, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí khi mới 25 tuổi. Người đẹp chia sẻ thêm rằng cô quyết định dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình. Johanna lần lượt hạ sinh hai con trai vào năm 2013 và 2019. Nữ diễn viên sinh năm 1986 tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho ông xã Lee Jong-kyu tập trung phát triển sự nghiệp. Rất nhiều lần, phóng viên bắt gặp hình ảnh Johanna xuất hiện trên khán đài sân bóng chày để cổ vũ cho ông xã. Tuy không còn tham gia đóng phim, nhưng vài năm trở lại đây, Johanna thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong một số show truyền hình với vai trò khách mời. Mỗi lần như vậy, cô luôn ngập tràn cảm giác hạnh phúc khi chia sẻ với công chúng về cuộc sống hôn nhân của mình. Ông xã yêu thương Johanna hết mực, hai vợ chồng nữ diễn viên cũng dốc lòng bảo vệ tổ ấm. Còn nhớ hồi năm 2019, cặp đôi đã chung tay kiện những cư dân mạng để lại bình luận ác ý về con trai và gia đình họ. Nhan sắc đổi khác sau 15 năm cùng ông xã vượt qua bão tin đồn. Sau 15 năm kể từ khi Sợi Dây Chuyền Định Mệnh chính thức lên sóng, nhan sắc của nàng Hạ Chi Tinh đã thay đổi đáng kể. Ở tuổi 36, Johanna không còn giữ được những nét trẻ trung như thời điểm 2007. Tuy nhiên, công chúng vẫn phải trầm trồ vì đường nét vốn có vẫn giúp cô tỏa sáng.
Dù rời khỏi showbiz đã lâu, nhưng Johanna vẫn không thoát khỏi những tin đồn bủa vây. Có thời điểm nữ diễn viên bỗng dưng vướng phải tin đồn tự tử chỉ vì từ lâu đã mất hút trên các phương tiện truyền thông. Không cần Johanna phải lên tiếng, người hâm mộ đã bác bỏ tin đồn, chứng minh nữ diễn viên vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã. Trong năm 2022, cô bất ngờ vướng thêm hàng loạt tin đồn từ trên trời rơi xuống khác. Trước hàng loạt thị phi, cô cùng ông xã đã mạnh mẽ phủ nhận, tuyên bố nhờ pháp luật xử lý những cư dân mạng tung tin đồn thất thiệt.